Trần Anh đang có mặt ở trên thành phố nè anh chị. Hôm nay em đi một chuyến lên thành phố lại tiếp tục thu mua những chiếc xe nữa. Thời tiết trên đây rất là nóng nực luôn. Đây nè, anh chị nào ở Sài Gòn thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô nha. Có xe thì anh chị alo cho em, Trần Anh sẽ tới mua hết những mẫu xe mà anh chị đang cần bán nha. Bây giờ em đang bắt Grab xuống dưới quận Thủ Đức để xem mấy con xe xe cỏ mua về phục vụ đến tay người tiêu dùng và tất cả toàn thể tất cả các anh chị nha. Đường phố là rất là đông, anh chị thấy không? Lên trên đây đi có hai anh em mà trời thì nó rất là nóng nực luôn. Em ở Bảo Lộc Đà Lạt nó mát quen rồi, lên đây không chịu được cái khí hậu ở trên đây, nó nóng quá. Em đang chờ Grab để đón xe xuống tận chủ nhà để mua những cái chiếc xe mà chủ nhà báo lại với em đây. Dự kiến là chắc một trong đến hai ngày nữa là Trần Anh sẽ về tới Bảo Lộc ạ. Đây nè, tòa nhà nè, cao ngất ngưỡng luôn. Anh chị thấy không, đường xá. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của Trần Anh Ô Tô để ủng hộ em, và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được những cái xe mới nhất mà Trần Anh đăng hàng ngày nha anh chị. Sài Gòn trên đây cũng sắp mưa rồi. Lên đây đường xe nó đông quá, em cũng không biết đường luôn. Đây nè, em đi với lại một người thợ máy nè. Đây nè anh chị. Đó, đường xá Sài Gòn đông quá trời luôn. Đang đặt Grab đứng ngay chỗ ngã ba vòng xoay đây, là chỗ nào em cũng không biết nữa. Đứng đặt xe đây. Một lần nữa Trần Anh sẽ chia sẻ những chặng đường đi mua xe của em để đến toàn thể tất cả các anh chị nhé. Anh chị nhớ ủng hộ Trần Anh và bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý mà Trần Anh đăng lên nha. Những chiếc xe mà Trần Anh đi lấy về là Trần Anh cam kết với anh chị là những chiếc xe em bán cho anh chị là máy móc phải ngon nha. Còn xe mà nát là em không bao giờ em thu mua anh chị nha. Đây là Sài Gòn đây anh chị ạ. Rất là đông người. Có xe chưa? Xe khác rồi. Sao các ông không chạy luôn à? Không, sao công an. Ai thằng công an bên kia. Đó, một lần nữa em xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.